khoe ảnh lưu niệm cả gia đình em gái nhà Phương khiến ai cũng suýt xoa vì có cô con gái càng lớn càng đáng yêu. Loạt ảnh về bé bối da được mẹ chia sẻ trên trang cá nhân mới đây đang khiến nhiều người hâm mộ trầm trồ. Đầu tháng 8/2018, em gái nhà Phương tên Trần Phương Anh đã chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Theo tìm hiểu, chồng của Phương Anh tên là Nguyễn Bình Thân. Ngày vui của cặp đôi được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới có tiếng tại thành phố. Đến giữa tháng 10 cùng năm trên trang cá nhân, Phương Anh gây bất ngờ khi chia sẻ đang mang bầu sau 2 tháng kết hôn. Cô nàng tiết lộ, dù ở những tháng đầu thai kỳ nhưng sức khỏe tốt và ăn được khá nhiều. Sau bao ngày mong ngóng, đầu tháng 1/2019, Bình Thân, ông xã của Phương Anh, đã đăng tải khoảnh khắc gia đình đón chào thành viên mới. Vừa cạn thành công, cảm ơn em Zumi Phương Anh, không nói nên lời hạnh phúc khi gặp được con quá, chào con, anh chàng khoe được lên chức. Kể từ sau khi sinh con, Phương Anh chính thức nhập hội mỉm sữa nghiện khoe con trên trang cá nhân. Mới đây, nhân dịp sinh nhật của ông xã, em gái nhà Phương, đăng loạt ảnh gia đình hạnh phúc khiến ai nấy cũng ghen tị. Ngay khi loạt ảnh xuất hiện đã nhận về rất nhiều quan tâm, ngoài khen ngợi bố mẹ đẹp, bé bối da, tên gọi ở nhà của con gái Phương Anh cũng khiến ai nấy trầm trồ vì càng lớn càng đáng yêu. Trường Phương Anh sinh năm 1992, từng theo khoa học diễn xuất của trường đại học sân khấu điện ảnh. Được nhận xét sở hữu vóc dáng và gương mặt không thua kém bất kỳ hot girl nào, nên trước khi theo chồng bỏ cuộc chơi, cô từng tham gia một số bộ phim như Phía Sau Tội Ác, Sóng Gió Gia Đình, Cỏ Dại. Tuy nhiên, kể từ khi kết hôn và sinh con, Phương Anh lại rẽ hướng chuyên tâm cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ của mình.